Ôi, hello. Xin chào anh em nhé. Đó thì chào mừng anh em tiếp tục lại quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam mình. Đó thì lời đầu tiên thì cửa hàng xe máy Phương Nam xin được gửi lời chào, lời chúc nhé. Đó đến tất cả cô dì, chú bác, anh chị em gần xa. Sức khỏe, làm ăn thì luôn gặp nhiều may mắn. Đó thì hôm nay mình cũng lên tranh thủ phát giới thiệu các dòng xe hiện tại đang có tại cửa hàng xe máy Phương Nam cho anh em mình cùng tham khảo anh em nhé. Đó, trước khi vào phần giới thiệu xe thì mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng anh em này. Đó, địa chỉ cửa hàng mình nằm ở số 14 đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nhé anh em. Đó, mình có hai xài hai số điện thoại và số Zalo 0977 355 248. Zalo là 038 552 4849. Đó, anh em có thể chụp ảnh màn hình cái này lại để đôi khi mình có tới cửa hàng hay là mình muốn tư vấn gì thì mình gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua số Zalo nhá. Đó, cửa hàng mình thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe gắn máy luôn nha anh em. Có hỗ trợ anh em trả góp, thủ tục cực kỳ đơn giản thôi. Anh em cần mỗi căn cước công dân là có thể trả góp xe bên mình được rồi. Anh em nào làm ở công ty thì cho mình xin thêm cái bảo hiểm y tế, đó là ok anh em nhé. Anh em nào ở xa không trực tiếp tới cửa hàng xem xe được thì anh em có thể đó, chụp ảnh màn hình lại, mình gửi xe đúng mẫu, có anh em mình chốt. Đó, mình sẽ hỗ trợ anh em ship xe 63 tỉnh thành phố. Đó, như xe này ví dụ anh em này chuẩn bị ship về dưới Nha Trang này anh em. Trước khi mình ship xe cho anh em thì mình sẽ quấn kỹ càng từ đầu đến đuôi. Đó, ví dụ như con khúc này mình quấn rất là gọn gàng anh em nhé. Quà cáp mình sẽ quấn lên trên xe luôn, giấy tờ mình dán lên trên yên. Đó, đến khi anh em mình nhận đúng xe thì anh em thanh toán lốt số tiền còn lại với nhà xe. Đó, mình không có bắt anh em cọc hết, mình bắt anh em chỉ cần cọc cho mình một phần tiền thôi. Đó, rồi mình sẽ gửi số tài khoản, đúng số tài khoản bên cửa hàng. Đó, thì anh em có thể chuyển nhầm chuyển lẫn thì mình có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn với anh em nhá. Ở đây anh em, ngoài hai số tài khoản này ra, đó, anh em chuyển nhầm chuyển sai thì mình sẽ không chịu trách nhiệm. Đó, chứ còn trò chuyển trong phạm vi hai số tài khoản này mình chịu hoàn toàn trách nhiệm cho anh em mình luôn nhá anh em. Đó, một ngân hàng Á Châu, một ngân hàng MB. Đây anh em này, cũng chuẩn bị như một xe này, chuẩn bị ship về cho anh trai ở dưới thành phố này anh em. Super Hạc Lây đã lên đường nhá. Đó, con biển Lâm Đồng đây. Mình hồi xưa mình báo cho anh em 109 triệu đã có anh trai mình chốt rồi nhá. Đó, chiều nay tầm 1 2 giờ thì xe sẽ bốc anh em nhá. Đó thì trong quá trình mình quay á, những xe nào anh em xem chưa được rõ trượt nét, đó anh em chỉ cứ việc chụp ảnh màn hình lại xong gửi qua số Zalo mình đã để bên phần góc trái màn hình anh em đó. Đó, gửi qua đó sẽ có nhân viên báo giá, có video hình ảnh nằm lổ đầy đủ chi tiết cho anh em mình cùng tham khảo nha anh em nhá. Đó, rất là nhiều các dòng xe đang được giảm giá anh em ạ. Đây anh em, mình quay sơ một vòng cửa hàng mình cho anh em coi này. Đó, chiếc đầu tiên này, Kawasaki Z1000 phân khối này anh em, 2013 cuối 2013 anh em, bắt đầu 2014 lên cho anh em một bộ dàn áo 27 này, gắn thêm cho anh em một bộ cổ bô titan, một cây bô AK. Đó, con này thì giá mình đang để cho anh em chỉ có 169 triệu thôi. Đó, đăng ký biển thành phố đây nhá, 169 triệu. Honda Sedan phiên bản 400cc này anh em. Đó, phiên bản có Honda nhá, máy V. Đó, hai bô, hai máy bô trên bô dưới đầy đủ hết nha anh em. Đó, đăng ký biển thành phố. Con này chính xác lần đăng ký lần đầu là 1993 nha anh em nhá. 59A304761 rồi đăng ký lại 2019 rồi. Giá để anh em con xe này giờ chỉ còn 175 triệu đồng thôi nha anh em. 175. Đó, gương kính đầy đủ đi theo xe hết nha anh em nhá. Mặt đồng hồ hoạt động bình thường. Honda Mazda 250 này anh em. Đó, một trong những dòng xe phiên bản cực kỳ là hiếm anh em nhá. Này, bánh là bánh đúc này anh em, lốp đang còn rất dày gai, hai máy hai bô nhá. Đó, máy V. Đó, lốp có thể xoay gương được luôn, gắn kính chắn gió cho anh em mình luôn rồi. Đó, càng chống đổ có đầy đủ hết nha anh em nhá. Giá con này thì cửa hàng mình đang để cho anh em chỉ có 169 triệu thôi. Đó, 169 triệu anh em nhá. Hornet phiên bản, một trong những dòng xe phân khối 250 mà sở hữu một cục là bốn máy anh em nhá, bô hú tê tái luôn. Đây anh em, lột thử cho anh em nghe này. Đó, anh em nghe được không? 206 đăng ký biển thành phố, xe chính chủ, giá để anh em 79 triệu. Hornet 250 anh em nhá. CB Honda, đó, dòng này là dòng CBR anh em nhá, phiên bản 150 FI sang full, hệ thống thắng đĩa ABS bó cứng trước sau có đầy đủ hết, chìa khóa còn zin nguyên một cặp, xe mới chạy hơn 600 cây số nha anh em nhá. Bao cho anh em luôn là tua đồng hồ là tặng xe, không nói nhiều nha. Con này là đăng ký cuối tháng 12/2021, đăng ký biển Tây Linh 70, giá để anh em chỉ có 55 triệu đồng thôi, 55 triệu. Tiếp theo anh em này, một chiếc FZ 750cc anh em, xe của Yamaha anh em nhá. Đó, phiên bản cũng là 4 máy luôn, 2 đĩa trước 1 đĩa sau.
kiểu dáng thể thao anh em nhé. Đăng ký biển Đồng Nai 60 đấy anh em, 60A1 01928 này. Đó, giá để anh em mua xe này hiện tại giờ chỉ còn có 145 triệu đồng thôi anh em nhé, 145 triệu. Còn rất là nhiều các dòng xe đang được giảm giá khuyến mãi này anh em, đủ các loại dòng tha hồ cho anh em mình lựa chọn anh em nhé. Đó, Rebel GZ này, GZ này anh em. Dòng này thì trên thị trường Việt Nam mình giờ hiện tại đã ngừng sản xuất rồi, giờ chỉ còn xe qua sử dụng được thôi, còn xe mới tinh thì cửa hàng mình không còn anh em nhé. Một cặp đồng đời cho anh em luôn là 2019. Bắt đầu cái dòng màu đỏ này nó ra thì cuối 2019 bắt đầu mới ra lên nha anh em. Đây anh em nào muốn mua cái dòng màu đỏ này á thì anh em phải xác định phải tầm trên 60 triệu thì anh em mới mua được dòng màu đỏ nhá. Nguyên bản của nó thì sẽ có cho anh em một cặp thùng, hai bên hai cái thùng, một cái ghế tựa lưng, đó, người ngồi sau rất là khỏe nhá, không đau lưng đâu nhá. Một cây cảng chống đổ, đó, cho anh em mình không may có té có ngã thì có cái cảng nó đỡ cho anh em mình luôn rồi, sẽ không bị chầy chân và chầy dàn áo luôn nhá. Đồng đời 2019, con này biển Tiền Giang giá để anh em 60. Đó, giảm rồi còn 60 triệu. Con bên cạnh cũng 2019, đăng ký biển Đồng Nai giá bán cho anh em là 63 triệu đồng. Bao cho anh em luôn phải trên 45 cây một lít xăng, tại vì nó FI xăng vô điện tử đi bao lợi xăng. Một trong những dòng xe ít tiết kiệm nhiên liệu nhất. Đó, nói về phân khúc 150 của dòng mô tô. Đi phượt đi đồ cũng rất là sướng nha. Một chiếc Vento phiên bản xe nhập Mỹ anh ạ. Nhìn đầu đèn này, đó, xi nhan mặt đồng hồ, nói chung cái dòng Vento nó làm nhìn rất là đẹp nha. Đó, gương kính đầy đủ đi theo xe hết luôn. Gia Yên đang còn có Vento luôn nha anh em, là anh em biết chủ xe đi cực kỳ là dữ luôn này. Đó, đăng ký biển Đồng Tháp 2008, giờ đăng ký lại 2016 rồi. Giá để anh em chính xác con xe này là 39 triệu anh em nhá, Vento. Một chiếc Phantom phiên bản 2 thì, phiên bản nhập Thái Lan anh em nhá. Đó, Thái Lan. Két là mát anh em này, 150, đi đường xa có két nước thì anh em biết rồi, đi bao phê luôn nhá. Kính chắn gió có luôn. Đó, một trong những dòng xe mà nhập nguyên chiếc hồi xưa, con này là chính xác đăng ký lần đầu là 2000 đến giờ anh em, giờ là 23 năm rồi. Đó, mà giờ xe vẫn đang còn nguyên đai nguyên kiện như này anh em biết rồi, dòng này chịu cực kỳ bền luôn nhá. Đó, con này thì giá lần trước mình có bán là gần 120 anh em, giờ mình xả xuống giờ còn có 105 triệu thôi, đăng ký biển thành phố. Đó. Phantom 2 thì dòng xe chạy xăng pha nhớt anh em nhá. Ở đây GZ này anh em, 219 đăng ký biển Bạc Liêu này. Đó, 94 Bạc Liêu anh em nhá, 219. Đó, máy móc là bao zin, thùng ghế tựa lưng đang còn đầy đủ hết cho anh em mình luôn, giá để anh em 63 triệu đồng. Honda LA 250. Đó, con này thì có dọn lên phiên bản trẻ trung cho anh em mình rồi, có gắn thêm cho anh em một cái ghi đông, một cái vè, có độ thêm cho anh em một cặp thùng, sơn theo màu phiên bản của xe luôn, cực kỳ đẹp anh em nhá. Giá để anh em con xe này giờ hiện tại giờ chỉ còn có 48 triệu đồng thôi. Đó, 48 triệu. Một chiếc Kawasaki, đó, phiên bản 250cc này anh em. Đó. Dòng này thì nói chung anh em nào mà đã từng trải nghiệm Kawasaki thì biết rồi, những cái dòng này chạy rất là bền luôn. Đó, đăng ký biển Thủ Đô anh em nhá, 29A1 10183. Liền tăm thắng đĩa nhá, dọn mới phun liêu từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Giá để anh em con xe này hiện tại giờ chỉ còn có 62 triệu đồng. Đó, Kawasaki 250 nhá. Đó, tại vì xe mình nhiều lắm mình không có thể quay chi tiết từng chiếc mình nổ cho anh em mình tham khảo được đâu. Đây anh em nào ưng xe nào rồi á thì chụp ảnh màn hình xe đó lại xong gửi qua số Zalo. Gửi qua đó sẽ có nhân viên gửi ảnh video đầy đủ chi tiết cho anh em mình tham khảo anh em nhá. Đó. Xe mới tinh anh em nhá. Đó, dòng này gọi là dòng Lifan CG. Phiên bản này là phiên bản mới tinh, hệ thống thắng đĩa này anh em, đầu đèn vuông giống cũng y hệt đời đèn của Indo thời xưa này. Máy đứng anh em nhá. Đó, xe mới chưa lăn bánh luôn. Lifan, cốp chữ lỗi rất là đẹp. Bên mình thì hiện tại có hai màu, đỏ và đen, đồng giá cho anh em luôn là 22 triệu, cửa hàng bao xuất hóa đơn. 67SS50, một trong những dòng xe huyền thoại của đời 7X89X này anh em này. Đó. Zin lô thì lẫn lộn thôi chứ còn mới từ 100% zin nguyên con thì giờ không có đâu anh em. Đăng ký biển Lâm Đồng nhá. 49, đó, biển 3 số 665QG, giá để anh em chỉ có 18 triệu đồng. Gắn thêm cho anh em một cái đầu lắp số bắp này. Đó, một cây bô vắt này, đó, của CD nhá anh em nhá. 18 triệu. G-Pick Legion phiên bản xe Thái Lan. Đó, phiên bản cà phê anh em nhá, classic rất là đẹp luôn. Hai phiên bản, hai đĩa trước, một đĩa sau. Đèn này, đèn LED này anh em. Đó, máy thì cực kỳ là êm luôn. Đó, anh em thấy không? Máy thì siêu chất luôn nhá. Xi nhan đôi anh em này. Đó, anh em nhìn thấy xi nhan đôi không? Cực sáng luôn nhá. Con này thì đăng ký 2022, hiện tại đăng ký biển Bình Dương, giá để anh em giờ chỉ còn có 40 triệu đồng thôi anh em. 40 triệu đồng. Lốp liếc là mới tinh luôn nhá. Một chiếc Sáp, đó, phiên bản này còn gọi tên khác là SH Đài Loan anh em. 125 phân khối, 2010 anh em nhá. Con này thì mang một cái biển số khá là đẹp anh em. Bình Phước 93. Đây anh em, 7667 đây anh em. Biển số cặp luôn nhá. Giá để anh em con xe này chỉ có 9 triệu đồng thôi.
giảm rồi còn 9 triệu đồng thôi anh em nhá. Cực kỳ đẹp, máy móc bao êm. Một trong những dòng xe tại Việt Nam mình cực kỳ là hiếm này anh em này. Đó, giống cái chiếc mình chuẩn bị gửi đi đây anh em, Super Harley phiên bản mẫu dài đây. Đó, như con này là 300 phân khối này. Đó, phiên bản chạy bằng Raycora anh em nhá. Hai bô hai máy. Máy đôi luôn, bộ chế đôi này anh em. Có quạt tản nhiệt, có két nước, đi đường xa rất thoải mái. Anh em nào có văn phòng, có công ty, đó có khu du lịch, trưng những dòng xe này thì cực kỳ là đẳng cấp anh em. Đó, mặt đồng hồ điện tử luôn này anh em. Đó, cái chìa khóa của nó không độ của hàng dòng Super Harley nhìn cũng đã đủ độ độc lạ này anh em này. Máy thì khỏi cần phải suy nghĩ luôn. Anh em nghe thấy không? Cái dòng xe nó hai bít tông anh em. Nó lổ tiếng máy thì nó nói chung là như kiểu hai máy nó lổ rất là ngọt ngào phê lắm nhá. 208, giá để anh em 95 triệu này. Super Harley phiên bản mẫu dài nha anh em. Đến từng cái gương cũng đủ độ độc lạ này. Đó, 95 triệu anh em nhá. Kế bên cạnh cũng vậy luôn, Super Harley phiên bản 125 phân khối. Con này thì có lên đầu lòng 250 cho anh em mình luôn rồi. Đầu lòng của Honda luôn này Hoàng anh em nhá. Đó, giấy tờ thì số khung số máy vẫn chuẩn chỉ theo xe luôn. Liền lá thắng đĩa, hai đĩa trước một đĩa sau. Đó, có độ cho anh em một cái ghi đông như kiểu một cái đao luôn này, rất là đẹp này anh em. Mặt đồng hồ hiện là bình xăng này luôn. Đó, chìa khóa cũng vậy. Con này hiện tại đăng ký biển Lâm Đồng 208, giá để anh em hiện tại còn có 90 triệu đồng thôi. 90 triệu đồng tròn anh em nhá. Super Harley 125 phân khối anh em. Đó, 208 phiên bản đủ luôn. Có két nước, đó, máy đôi, két nước đầy đủ hết, bộ chế đôi luôn nha anh em nhá. Đăng ký biển Tây Linh 70, đó, đầu đèn cũng là gần 4 củ một cái bộ đầu đèn này không anh em. Giá để anh em chỉ còn 85 triệu. Super Harley phiên bản mẫu ngắn anh em, 175 phân khối. Đó, liền bánh trước bánh gang này anh em. Cực kỳ đặc luôn nhá. Gắn cả chống đổ này. Máy V 170, bộ trên bộ dưới. Đó, đăng ký 2013. Hiện tại đăng ký biển số Đồng Nai anh em nhá. 175 thì anh em vẫn xài bằng A1, chưa cần phải đổi bằng đâu. Đó, giá để anh em xe này hiện tại giờ chỉ còn có 63 triệu đồng thôi. Đó, 63 triệu. Tiếp theo này. Một chiếc Super Harley Rebel LC 170, có lên cho anh em một số món đồ ăn chơi của Super Harley. Túi bao da này, đầu đèn này, đèn led này, đèn nữa này, gương kính đầy đủ hết. Đó, bản đủ nhất trong cái dòng của LC anh em nhá. Có cảng chống đổ này, hai đĩa đằng trước, đó, đi cực kỳ an toàn luôn. Một đĩa đằng sau, có gắn hai bô hai máy đầy đủ hết luôn rồi. Đó, ghi đồng tay ngang. Con này hiện tại đăng ký biển số thành phố anh em nhá, 2010, giá để anh em chỉ có 57 triệu đồng thôi, 57 triệu. Ba chiếc Super Harley nữa này anh em này, đều là phiên bản máy V170 anh em nhá. Đó, mẫu ngắn. Như con này thì mang biển số Linh Thuận nha anh em, 85. Liền lá thắng đĩa nhá, còi đèn đề, xi nhan mọi thứ đều hoạt động theo xe hết. Mua về anh em chỉ việc chạy thôi, biển số khá là VIP. 85B1 12121. Đó, bàn để chân có đầy đủ hết luôn nha anh em nhá. Hai bô hai máy, giá để anh em con xe này hiện tại giờ chỉ còn có 75 triệu đồng thôi. Đó, 75 triệu. Cũng mẫu Super Harley luôn. Đó, con này thì đời thấp hơn một chút xíu này anh em, 2010. Cũng phiên bản liền lá thắng đĩa nhá. Con này thì có gắn thêm cho anh em một cặp thùng. Đó, đi trời mưa trời gió nắng lôi, anh em để đựng đồ, đựng đạc rất là tiện lợi luôn nha anh em. Gương kính đầy đủ đi theo xe hết, còi đèn đề, mọi thứ đều hoạt động tốt. Giá để anh em xe này 73 triệu đồng. Nhưng anh em nào mua xe tại cửa hàng xe máy Phương Nam mình trước khi ra về thì anh em sẽ được căn chỉnh kiểm tra tất cả các thứ, kiểm tra bảo dưỡng lại từ A đến Z. Nên anh em cứ yên tâm nhá. Đó, có tặng thêm quà cho anh em mình mang về luôn. Lón nhớt bảo hiểm xe máy 1 năm nha anh em, 3 phần quà. Đó. Phiên bản 170 nữa này anh em, 2010 giờ đăng ký lại 2018, có bộ hợp đồng ủy quyền của chủ xe đã ủy quyền lại cho cửa hàng mình luôn rồi. Đó, từ cái bàn đạp thắng rồi này anh em, như bàn đạp ô tô luôn này. Gắn thêm cho anh em một cặp túi bao da, một cái ghế tựa lưng cho người ngồi đằng sau nữa. Đó, đi rất là tiện nha. Con này thì giá mình đang để cho anh em hiện tại giờ còn có 72 triệu đồng thôi. Đó, 72 triệu. Một chiếc Super Harley phiên bản 300 350 phân khối. Đó, 350DD 350 anh em nhá. Bản đồ đây, hai đĩa đằng trước này, có két nước này. Đó, một đĩa đằng sau anh em nhá. Đăng ký 2010. Hiện tại con xe này đang được đăng ký biển thành phố anh em nhá. Đó, giá hiện tại con xe mình đang bán cho anh em con xe này giờ chỉ còn có 98 triệu đồng thôi. Đó, 98 triệu. Một chiếc Phantom 4 thì phiên bản nhập Thái Lan nguyên con anh em. Đó, phiên bản xe của Honda anh em nhá. Đó, liền lá thắng đĩa, bánh đằng sau là bánh đúc, đĩa trước đĩa sau đầy đủ hết nha anh em. Lốc máy còn zin Honda luôn này anh em. Đó, có gắn thêm cho anh em một cặp thùng này. Đó, bằng nhựa anh em nhá. Một cái ghế tựa lưng cho người ngồi dựa đằng sau này. 204, đăng ký biển thành phố. Giá để anh em con xe này giảm rồi còn 42 triệu đồng. Một chiếc Super Harley, đó, phiên bản DD 170 phân khối này anh em. Đó, phiên bản máy V nhá. Mẫu siêu dài đây. Hai đĩa trước một đĩa sau này. Đó, bình xăng của Harley, những dòng này thì nói chung là nhìn bình xăng rất là đẹp anh em ạ. Đăng ký về biển số thành phố anh em nhá.
59V3 49931. Đó, còi đèn đề, xi nhan mọi thứ đều hoạt động đầy đủ hết. Máy V, bô trên bô dưới anh em nhá. Đó, con này thì giá mình đang giảm cho anh em hiện tại là còn 95 triệu đồng. Một chiếc Rebel, đó, phiên bản đủ nhất của dòng Honda, dòng Rebel phiên bản 300cc anh em. Máy đôi, đó, liền hoa luôn nhá. Có đô sẵn cho anh em một ghi đông chữ C này, đô ghi đông. Đó, đèn cầu luôn anh em, một bộ đèn cầu này gần 4 củ này anh em. Đó, hai đĩa trước liền hoa nhá, anten bắt sóng điện thoại đầy đủ hết, máy đôi. Đó, con này thì hiện tại đăng ký biển Bình Phước, giá để anh em con xe này hiện tại giờ còn 69 triệu đồng nha anh em. 69 triệu. Một chiếc Rebel, đó phiên bản 170 nữa này anh em này, phiên bản đủ nhá. Đó, con này thì mới về cửa hàng mình thôi. Két nước là mát, đó, hai đĩa trước một đĩa sau. Đó, mình ra đằng sau mình quay cho anh em nhìn cái cặp bô này như kiểu cặp một cặp súng luôn này anh em này. Đó, nó vảnh lên nhìn rất là đẹp này anh em. Đây biển số đăng thành phố nhá. 59K206053. Đó, có ghế tựa lưng sẵn cho anh em mình rồi. Máy móc thì cực kỳ là êm. Mặt đồng hồ điện tử luôn nha anh em nhá. Đó, gương kính đầy đủ vẫn còn đi theo xe. Giá giảm cho anh em con xe này giờ hiện tại là còn 60 triệu đồng tròn anh em nhá. 60 triệu đồng tròn. Đó. Anh em nào thích đi Vespa này anh em này. Đó, cửa hàng mình đang để xe này đang để đi chợ luôn, nhưng mà anh em nào thích mình để lại luôn cho này. 2021 bản ABS anh em nhá. Đó. Đăng ký biển Bình Dương, giá để anh em chỉ có 49 triệu thôi. 49 triệu đồng, màu cam rất là đẹp anh em nhá. Xe nhà mình đang đi lên nó hơi bẩn chút xíu. Anh em nào mua mình sẽ hỗ trợ anh em rửa ráy sạch sẽ, căn chỉnh ngọt ngào nhá. Đó, thì vừa rồi mình cũng đã tranh thủ phay quay cho anh em một số dòng xe giới thiệu. Đó, đã có mặt tại cửa hàng xe máy Phương Nam mình. Anh em nào cần ưng dòng xe gì, đó, muốn tìm dòng xe nào thì anh em cứ nhấc cái máy lên, alo cho cửa hàng xe máy mình. Đó, cửa hàng mình là có người túc trực 24/24 anh em nhá. Nên anh em cứ yên tâm. Đó, trước khi xuống video thì mình chúc anh em một ngày sức khỏe, làm ăn thì luôn gặp nhiều may mắn nhá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.